Hàng trăm nhân sĩ trí thức Việt Nam đã gửi thư ngỏ lên Bộ Chính trị đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác Lenin và thay đổi triệt để hệ thống chính trị vì tương lai của dân tộc. Trước khi diễn ra Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc hôm thứ Hai tại Hà Nội, thư ngõ nêu lên ba yêu cầu chính. Ngoài việc từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, nhóm nhân sĩ trí thức còn yêu cầu Hà Nội ngăn chặn mưa độ bành trướng của Trung Quốc, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Bắc Kinh về cả kinh tế lẫn chính trị và xã hội, đồng thời sửa đổi hiến pháp, thực hiện các quyền tự do dân chủ của người dân, xây dựng kỷ cương xã hội, sửa đổi luật đất đai. ý chí quyết tâm chuyển đổi thể chế chính trị của Đại hội 12 cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên đảng không gọi là Đảng Cộng sản, đổi tên nước không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, trả tự do cho những người khác chính kiến đang bị giam giữ, chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo hiến pháp. Bức thư viết. Trong số những người ký tên vào bức thư ngõ này có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và nhiều cựu quan chức, nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước như giáo sư Hoàng Tụy, tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông Huỳnh Kim Báu, nguyên tổng thư ký Hội trí thức yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh. Tính cho tới nay đã có 127 người ký tên vào bức thư những lời lẽ trong bức thư được nhận định làm mạnh mẽ thẳng thắn chưa từng có